Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của thiết bị thí nghiệm công ty thiết bị Hoàng Kiên. Nay mình sẽ trên tay cho các bạn bể điều nhiệt tuần hoàn ha. Julabo 600F ở đây các bạn. Có thể tích là từ 6 lít ha, với điều khiển chuẩn Joule. Model này có ứng dụng bên trong và bên ngoài để chúng ta có thể sử dụng thí nghiệm cũng như là tuần hoàn nhiệt lạnh ha. Đó, hay gọi. Đây là cái hệ thống làm lạnh của nó. Chỗ này nó làm theo cái tinh thể ha. Nhìn nó giống như kim cương vậy, rất là sang trọng các bạn. Đó, bên trong này là lốc lạnh được gắn trực tiếp như thế này. Có các cái van xả ở đây, đây nó thiết kế một cái quai nắm để giúp chúng ta có thể xách cũng như là di chuyển ha, khi kết nối ở các cái bộ điều khiển. Rồi trên đây là cái bộ controller điều khiển, nhiệt độ có thể cài là 0 đến 200 độ C và cái màn hình hiển thị LCD ở đây với ký tự này LED của Julabo Crop ha. Thì nó cũng tương đồng với các cái mẫu 300F, khả năng là 3 đến 4 lít trong lòng ha, còn cái này là 6 lít trở lên. Thì sau này là những cái cầu chì để sử dụng. Đây là bên trong cái lồng này. Lồng 6 lít này các bạn. Thì thiết bị này vận hành rất là êm ái và dễ dàng thay đổi bơm cũng như là giữa các cái lưu thông nội bộ bên trong và bên ngoài, nó điều khiển tuần hoàn khí ha. Để chúng ta sử dụng tốt hơn, loại 3 PFL theo tiêu chuẩn DIN 12876-1 và thiết kế cuộn làm mát, tiết kiệm không gian cũng như là nhỏ gọn ha. Đó, rất là nhỏ gọn cho cái size này để chúng ta điều khiển cái nhiệt lạnh tuần hoàn ở trong đây. Thì cái dung tích của cái bể này có thể sử dụng max là 7.5 lít và đã công suất cực tiểu là 5 lít các bạn. Có các cái phao bơm ở đây, người ta thấy các cái điện trở nằm ở trong cái khu vực này. Thang nhiệt độ có thể cài là âm 35 đến 150 độ C và độ ổn định của nhiệt độ là cộng trừ 0.03 độ C. Chúng ta có thể cài đặt nhiệt độ theo cái độ phân giải là 0.1 và độ phân giải hiển thị nhiệt độ là 0.01 đến 0.1 độ C các bạn. Công suất ra nhiệt là 2 kW ha. 2 kW cho cái điện trở ở đây để nó có thể hiển thị trên cái màn hình như vậy các bạn. Rồi, công suất làm lạnh của cái sản phẩm là ở 0 ở 20 độ C là công suất của nó là 0.6 kW và ở 0 độ C là 0.46 kW các bạn. 0.46 kW cũng như là từ âm 10 là 0.29 và âm 20 là 0.18 và âm 30 là 0.06. Bộ nén lạnh ở đây các bạn. Đây. Bộ nén lạnh. Đó, sẽ mở các bạn. Bộ nén lạnh các bạn. Bộ nén lạnh ở đây có cơ chất làm lạnh là R449. R449A ha, lưu lượng của bơm là 15 lít trên phút các bạn. Đây, lưu lượng lạnh đây. Cái dàn này rất là mới ha các bạn. Đó. Thì cái mới nó sẽ như thế này, thì nó giống như một cái máy lạnh ở nhà vậy đó. Cái nắp này chúng ta hít bằng nam châm phía trên ha. Hít bằng nam châm. Ta bỏ cái nó sẽ hít như vậy. Và áp suất bơm là 0.35. Áp suất bơm đẩy với cái ống khí đây này là 0.353 và kích thước bên ngoài bể là 22, 15 và 15 cm các bạn. Tăng của nó là bằng thép không gỉ kèm theo cái nắp đậy như thế này. Nắp đậy có quai cầm cũng là bằng thép không gỉ luôn. Đó, là đậy ở đây. Khối lượng của nó là 36 kg, phân loại theo DIN 12876 class 3 nha, FL và cái IP code ở đây là khi kết nối với các cái zoom này các bạn, nó sẽ có những cái zoom để kết nối phía sau. Hay là cổng RS232. Thì theo cái bích ID 1 ha, hiển thị nhiệt độ LED, điện áp là 230V. Đó, như vậy. Đây, đây là mặt sau của Julabo các bạn. Đây là phía mặt sau. Mặt sau thì nó sẽ có những cái zoom kết nối ở đây với USB. Cổng USB và cổng setcom ha, con USB. Cổng zoom nguồn điều khiển và cổng RS232 cho với cái controller phía này, phía dưới. Đây là cái hệ thống lốc các bạn. Các bạn có thể thấy lốc ở dưới này. Đó, lốc dạng nén rất là tốt như vậy, nó có một cái chỗ để chúng ta có thể kiểm soát hành trình ca ha, cũng như là các cái delay ở phía sau. Rồi đây là Julabo 600F AC 200V và 230V công suất ha, để sử dụng ha, 3A 200V và 4A trên 230V ở đây. Total là công suất là 16A 200V và 16A trên 230V. Đó, sử dụng ga là R449A cũng như là cái pin quick là 150g các bạn. Đó. Và cái BSLB là 28 bar cho cái công suất đại khi đẩy lên đến 7 lít các bạn. Cũng như là BSHB là 28 bar. Đó, như là tôi vậy, Julabo. Rồi các bạn có nhu cầu mua sản phẩm bề điều nhiệt tuần hoàn, thiết bị tuần hoàn nhiệt, vui lòng truy cập website khangkien.com.vn hoặc là máy đo thí nghiệm.com.vn. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.